game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Chị Banh Na, chị lên thuyền kiểu gì vậy? Cái thuyền người ta chị không lên mà chị nhảy dưới nước là sao? Chị làm lúng cái thuyền của em rồi. Chị lên cái kẹp mà. Nó trèo lên cái lúng thuyền là sao á? Đâu chị trèo lên lại cái nữa hử chị Banh Na? Trèo lên. Từ. Thôi không sao, lên đâu mẹo. Chị sumo đi chị Banh Na ơi, chị nhảy một cái cái thuyền ta lúng rồi nè. Coi em lên, nhẹ nhàng tình cảm nè. Hốt lại đây. Đó. Chị trông cái hốt nè. Mọi người ơi, có cái tin này nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè. Cái gì vậy Phúc Bì? Cái lệ của mình lớn vậy đúng không? Sắp có sóng thần rồi, sắp có thiên tai á. Mọi người lo trốn về nhà nấy đi. Thằng này nó đầu lao tự nhiên sáng sớm rồi thì thiệt á chị Banh Na, em không có giỡn đâu, cái này là kinh tin khẩn cấp đó. Tin khẩn cấp là tào lao này, cái mặt của em không có uy tín chút nào hết, ai mà tin cho nổi. Thiệt luôn á, em có cái kỹ năng của một cái loài thú nên em mới biết là sắp có thiên tai rồi á. Mọi người tin em đi. Nó là thú là thú vậy. Trời quang mây tạnh coi nè. Trời ơi trời, anh ta trong giấc luôn, không có miếng gì gọi là mây buồn giấc lối ở đây. Em nói mà mọi người không tin nha. Em nói nhảm là dùng 72 chiều mình quánh em không bị. Trốn một mình luôn, bye mọi người. Có cái gì vậy? Nó nói là nó đi làm hầm trú ẩn, nó trốn một mình, bye bye mọi người. Rồi nó đi mất tiêu rồi đó. Nó nói gì tôi không nghe được luôn mẹo, nhưng mà kệ nó đi, tôi thấy nó nói tào lao rồi. Nãy giờ mấy bạn có nghe Phong Bi nói gì không? Bạn bình luận với dưới quyền câu văn của Phong Bi giùm mình nha. Chứ mình nghe lén nhé, nghe thằng tay mình thôi à. À, nếu mà bạn nào rảnh nữa thì bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mèo, để mà mèo thương mấy bạn nhiều lắm luôn á. Thôi kệ Phong Bi đi hết, ông chở tôi ra giữa hồ câu con cá cái coi. Bữa nay tôi phải câu một con thiệt là bự về nấu canh cá ăn. Rồi, để tôi chở mèo ra là câu cá nha. Nay tụi mình mới mua cái thuyền mới nè, mấy bạn thấy đẹp ghê không? Ủa mà sao bình thường thích màu đỏ mà hết nam mua màu xanh kìa? Ta còn màu nào thì xài màu đó mèo ơi, tôi không có kỳ kèo. À ok, câu cá chị Banh Na thi coi ba đứa mình ai là người câu được cá lớn nhất đó nha. Trời ơi, câu thì câu mẹ đi, còn cá thi đâu? Thi nữa. Ông móc cái này vô, ủa, cái cần câu của tôi. Ai rảnh đâu chở chị đi không gió chị Banh Na. Phải có làm mới có ăn chứ à. Ủa cái gì vậy? Kiếm thuyền, kiếm thuyền mèo ơi, lên thuyền lại mèo ơi. Ôi, cái gì vậy? Động đất rồi, động đất mèo ơi. Động cái gì hả? Động biển không? Động biển. Động biển quá, ôi trời. Chết. Bơi. Ông bà, à bà là, chờ tôi với mọi người đang đâu vậy? Đi vô lại. Bơi vô thuyền chị Banh Na, chứ bơi không có được đâu. Ôi, cái thuyền đâu mà chịu nghiệm nào mọi ơi. Không có được. Ôi trời ơi, biển yên lại rồi nè, chuyện gì xảy ra vậy trời? Không biết nè mèo ơi. Ôi giá, trời ơi, tôi đặt đầu vô cái thuyền đây, cho tôi lên với. Bơi lên lẹ mèo ơi. Ghê quá à, để em trèo lên. Trời chị ơi. Trời đất ơi, làm cái gì mà tự nhiên hả? Biển đang yên lặng mà động kiểu này là thôi, chắc không câu cá rồi. Thôi đi về thôi đây, biển động cái này sao mèo ơi, tôi thấy con mổ. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, sống thần mèo ơi. Ôi, sống thần đuổi theo mình thì chị Banh Na. Em đang cố gắng chạy nhanh hết sức nè chị Banh Na. Vô bờ, chạy vô bờ. Ôi trời ơi, chuyện gì vậy nè mọi người ơi. Sóng thần rồi, nãy nó ủi banh cái thuyền luôn. Trời ơi. Giờ làm gì có vụ sóng thần ở cái hồ nước của mình ta, cái sông của mình nó nhỏ xíu rồi đúng không? Tôi cũng biết nữa. Trời ơi, chị Banh Na, chờ em xíu, em đặt xe ra ngoài em coi sóng thần cái chị Banh Na. Gió yên biển lặng tự nhiên. Đi sóng mèo ra coi không? Ôi sóng thần. Ủa cái này. Trời mưa rồi. Bão rồi mèo. Ôi mưa rồi. Ôi, mình chạy như nào mẹ mèo. Trời tự nhiên đang yên bình sao mà hả, gió ôm sập. Thôi hẹn mèo ngày mai đi chơi sao? Về nhà chị Banh Na, mưa rồi chị về nhà chị đi, chị có cho em làm gì? Chị về nhà cưng cho nó gần. Thôi nghỉ chơi rồi. Ồ bữa nay là ngày gì đâu không á. Ôi coi nè. Ủa chị Banh Na về nhà bình an rồi ha. Thôi không biết sao kỳ ta, không lẽ lời của Phúc Biên nói là đúng mọi người. Đang có thiên tai bão tốt ập tới hả ta? Mà cái làng mình có làm gì đâu mà thiên tai. Ôi với lại từ đó đến giờ thời tiết của cái làng mình nó yên bình chết. Kiểu này chắc là tại ông Hút nè. Hút ơi, ông thu lôi thu xét riết giờ mưa gió âm sầm luôn kìa. Không phải tại tôi nha mèo, đừng có nói gì nghe, tôi quýnh mèo bây giờ. Ôi mèo ơi. Ôi. Ôi mèo ơi. Thôi tôi vô nhà mèo ơi. Ngay chị Banh Na bị gì vậy? Chị Banh Na ơi, xoay chị rồi. Hốt đâu, mèo đâu. Cứu chị. Ôi nhà chị Banh Na bị lắc xoay chị ơi. Để tôi chạy xe qua cho coi chị Banh Na coi. Chị Banh Na nhảy vô xe của em nè chị Banh Na ơi. Trời ơi, cứu làm chị Banh Na. Ôi, em bay lên trời luôn rồi nè. Chị Banh Na. Ôi chị Banh Na ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ôi trời, mưa bão dông kéo đến, nhà chị Banh Na bị lốc xoáy cuốn banh nhà rồi. Trời ơi trời. Em sợ gì đâu.
Hôm qua tôi cứu ba không nổi luôn mèo. Thôi vô nhà đi mọi người, vô nhà trốn đi. Ôi hy vọng cái lốc xoáy đó không chứ đi nó mà đi qua bên cái nhà bên này chắc hả em sợ lắm luôn. Ủa hồi nãy nhà chị đi hai cái lốc xoáy lắm á. Nó hay xoáy đi lắm đó mèo chứ phải nó đứng yên chỗ đâu. Cái này phải... Ủa mà sao em thấy mất tiêu một cái rồi ta. Hồi nãy em thấy hình như nhà chị tới hai cái lốc xoáy lắm á. Ôi đi sắp xếp lấy quá đi à. Mèo ơi hay là đêm nay cho chị ở đây đi mèo. Chị em cho chị ở đây chứ em có đuổi chị về đâu. Cái nhà chị tan quan rồi còn gì nữa đâu. Thôi đi lên đây vô với em nè. Ôi trời ơi trời mèo ơi nhìn kìa mấy cái bà lắc ôi 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 chạy xuống tầng hầm, chạy xuống tầng hầm. Trời ơi mèo ơi, một đống lốc trên nóc nhà của mèo luôn. Lốc xoáy nhà ông anh ông còn không nói nữa. Trời ơi chết rồi, xuống vô toilet, xuống vô toilet. Xuống vô toilet, xuống vô toilet. Cái gì vậy? Ôi da, cái nước nhà ông bị giống gì hả? Acid mèo ơi. Acid. Acid. Acid đâu ra? Chúng ta đang bị nhiễm acid đó mèo. Đâu, tôi làm gì hết? Ui da. Ui da. Acid nó xuyên cái tường luôn hả? Mưa acid nó đang đốt nguyên cái nhà của chúng ta đó. Trời ơi. Trời ơi, trời kiểu này không được rồi, chúng ta ngặn ở đây lâu rồi chúng ta càng bị nhiễm acid đó mèo. Acid này nó ngấm vô mình đi đâu bây giờ? Tội nè. Hiểm quá đi, chạy ra đây. Bỏ xứ mình đi đi. Lên máy bay đi mọi người ơi, lên máy bay. Lên máy bay đi. Chơi chơi chơi. Đâu đâu chơi chèo đó. Đi khỏi đâu. Bay lên đi. Chạy bay. Chạy bay. Chạy bay. Đó bỏ vào bên trái đi mèo. Chúc mày mày đón chị nha. Cuối cùng cũng tìm được chỗ dung thân rồi mọi người ơi. Hello chủ nhà, có ai ở nhà không? Hello. Thôi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy tụi mình đang ở đâu không? Đúng vậy, ở một cái ngôi làng tuyết. Tuy là trên này hơi lạnh lẽo nhưng mà không khí heo mấy mùa rất là mưa thuận gió hòa. Không có mà hả hiên tai lũ lụt ngập mặn gì đây hết trơn á. Trời bạn ơi, khỏe quá chừng của đất luôn à. Tính ra ngôi làng này đi nè luôn á. Đi nè chị bên đó. Ủa? Mới qua một cái cơn giông tố sợ quá. Ôi mèo, mèo ơi. Chị bên đây nè, trời ơi, chị ơi. Trời ơi, nhớ chị mà. Bệnh, chị không nhớ chừng nữa. Chị bên đây, theo như ký ức cuối cùng em nhớ được là em với Bút leo lên trực thăng và bỏ chị đi xa rồi mà. Sao chị tìm được em với Bút vậy? Mà lớp, kéo đó mèo. Hồi nãy em không đành lòng nên em lấy chiếc trực thăng để em rước chị bên đây nè, qua tới đây luôn. Chị có mất tay nào quan tâm cho chị không? Đừng bỏ ở đây đi mà. Bị acid làm hư rồi. Trời ơi, mưa acid cũng làm ăn mòn trực thăng của chị với mốt banh luôn rồi. Đúng rồi. Mà công nhận cái làng này mát mẻ trong lành ghê. Cái chỗ này mình định cư được nè mọi người. Cái làng an toàn lắm mèo. Biết sao không? Cái làng này không khí nó cận kế bên Bắc Cực cho nên không khí nó mát mát thôi chứ không có lạnh thế tiết như mã gì lắm. Ủa nó mát rồi, nó chỉ mát rồi à. Còn cái chỗ này mà đã gì đâu á. Cái này là cái chỗ mà em với mốt để đi xuống địa ngục của chị Bình Đà. Thấy không? Thấy không? Em và ông chỉ tới đây có vài hôm thôi mà em cũng có đã cải tạo ngôi làng này lại rồi. Ở đây có cái di tích cổ nè mèo. Thì di tích cổ đại á, tôi thấy là đâu rồi. Ủa da, đảo á mèo ơi. Tôi đem cho chị coi này hay lắm nè. Cái gì vậy? Mấy cái nhà bằng băng này không bao giờ tan. Cái gì vậy mèo? Ủa da. Ủa da. Ôi cái gì vậy? Trời ơi, được 5 phút mà sập đất. Ê, thiên thạch rơi đi mèo. Cái gì thiên thạch ở trên trời lắm, xung quanh lên lên quá trời vậy. Chạy xuống biển đi mèo. Ôi là trời. Chạy xuống biển nè. Trời ơi, cái ngôi làng mới của tôi. Ơi, nó đang nổ kìa. Ôi no, chuyện gì xảy ra với cái ngôi làng của mình vậy mọi người? Ôi, tôi không biết nữa mèo ơi, thiên thạch rơi mèo ơi. Trời ơi, trời, trời. Trời ơi, cái gì vậy? Còn cái giống gì nữa vậy? Bởi vậy phải giúp mình nó tới đây nè. Lặn xuống nước đi. Lặn xuống nước đi. Thiên thạch này còn bự hơn cái thiên thạch hồi nãy nữa. Mọi người ơi, tôi hiểu rồi. Tôi đã biết lý do tại sao rồi. Thật sao vậy? Không phải là làng của chúng ta bị thiên tai mà là bà Banda bị thiên tai. Trời vậy ơi, vậy? Có bả là sẽ có thiên tai đó mèo. Bả đi tới đâu là tai họa kéo tới đó, tai họa nó theo chị. Không phải là chị theo tai gì đâu. Trời ơi, mấy bạn
Làm như cứ mỗi 10 giây là tai họa xảy ra một lần á mèo. Xảy ra với bà Panda, bà đi tới đâu là tai họa tới đó đó. Rồi mọi người mình biết lý do rồi, không phải là ngôi làng của mình bị thiên tai mà là bà Panda. Bà đi tới đâu là thiên tai tới đó. Coi chị làm sao em ra đấy, chị đừng đi lên gần em nữa. Bạn thấy đúng vậy không? Các bạn thấy đúng như là chị Panda mang tai họa tới, hãy bình luận phía dưới cho mình biết nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đó chứ, mưa đó này kìa. Trời ơi. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.